mấy bạn, mình hướng dẫn mấy bạn cái cách để bán mấy cầu thủ trẻ để làm kinh tế cho câu lạc bộ ha, mà có sử dụng Live Editor nữa. Trong phần Academy có một số cầu thủ lúc mà khoảng 17 hoặc 18 tuổi rồi đó. Mấy cầu thủ này nếu mà mình không sử dụng đó, thì thường là họ sẽ đòi ra đi sang câu lạc bộ khác. Nếu mà những cầu thủ mà có tiềm năng tốt thì mình giữ lại mình xài, còn không có tiềm năng tốt hoặc là có giá trị về mặt kinh tế thì mình bán ha. Ví dụ như Liam Hudson này của mình không muốn sử dụng trong tương lai thì mình cho lên đội 1 để mình bán. EA nó làm cho cái cầu thủ mà mình mới ký hợp đồng từ đội trẻ thường có cái mức lương nó rất là cao, tùy trường hợp ha. Như trường hợp bạn này là 7,1 ngàn bảng Anh trên tuần, thì khi mình bán sang câu lạc bộ khác á, có nhiều câu lạc bộ họ đồng ý mức giá mình đưa ra rồi nhưng mà tới lúc ký hợp đồng lại không được, rất là khó bán. Trong trường hợp này mình muốn bán cầu thủ này thì mình giảm lương bằng Live Editor ha. Liam Hudson trong câu lạc bộ của mình mở Live Editor lên bằng F9. Mấy bạn nhớ nhấn chỗ data hồi nãy mình quên nói, nhấn data rồi reload lại cho nó khỏi bị lỗi game ha. Đây là Liam Hudson, mình nhấn vào trong cái phần contact, mình giảm lương của Liam Hudson xuống và mình lưu lại, thì khi mình bán á là cầu thủ nó dễ ký hợp đồng với đội khác, dễ đi hơn. Mà mấy bạn để ý ha, nếu mà mình muốn hay hơn trong game á, lúc mà mình đã bán một cầu thủ, trước khi mình bán một cầu thủ á, mình ví dụ mình muốn bán Liam Hudson thì mình vào phần này mình chỉnh cái animation của cầu thủ này về show respect, có nghĩa là khi này sau này nếu mà gặp lại cầu thủ này á, ghi lỡ có ghi bàn vô lưới của mình á, thì nó cũng tôn trọng cái đội bóng cũ ha, làm gì cho nó hay. Còn mấy cầu thủ mà nó có cái animation ăn mừng bàn thắng riêng rồi á, thì mình đừng có đụng chạm nha, đừng có chỉnh, cái này phải có mod mới làm được ha. Còn một cái mẹo nữa là mình trong cái phần basic info của cái cầu thủ đó, đó nó thể hiện cái tiềm năng là ví dụ như 82 đi, là có thể trong tương lai cái anh này ảnh có tiềm năng phát triển lên chỉ số 82 lần. Để cho mà dễ nhớ thì mình cũng nên cài cái số áo cho cái anh này là ví dụ như là 82 đi, để xem mình biết cái tiềm năng của anh đó nếu mà mình sử dụng đó, ha.